Gia đình ông A In ở thôn Làng Mới, xã Mường Hong được sư đoàn 10 ưu tiên lực lượng để thi công nhà đại đoàn kết bởi hoàn cảnh gia đình rất éo le. Vợ chồng ông thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, không còn sức lao động. Căn nhà tạm của ông bà vừa bị cháy vào đầu tháng 8. Mình cùng dân làng, tôi rất là vui và xin cảm ơn Đảng, Nhà nước với chính quyền địa phương. Đặc biệt là các chiến sĩ sư đoàn 10 được tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình già. Thực hiện nhiệm vụ được giao, 82 cán bộ chiến sĩ thuộc 3 trung đoàn của sư đoàn 10 có mặt tại xã Mường Hòn để giúp dân xây dựng 49 căn nhà đại đoàn kết. Do điều kiện vùng sâu, chỉ có công cụ xây dựng thông dụng, thời tiết mưa bão nên các khâu thường mất nhiều thời gian hơn. Đặc biệt ở vị trí cao hiểm trở như thôn Đắc Bối, nằm cách Ủy ban Nhân dân xã 5 km, nhưng các chiến sĩ không ngại gian khó, cõng vật liệu đến xây nhà cho bà con. Ở những vùng cao cao hơn, địa hình thì hiểm trở và khó khăn hơn, có thể là vùi vật liệu rất là xa để lên đồi cao để có mới có vật liệu xây được. Ở đây thì thời tiết nếu mà ngày mưa thì ảnh hưởng đến công tác trộn hù. Bà con ở đây cũng đặt rất nhiều tình cảm cho bộ đội chúng tôi. Bộ đội sư đoàn 10 thì đây là một lượng rất là hùng hậu, góp phần rất lớn trong cái việc mà xóa nhà tạm nhanh chóng trên địa bàn xã. Thì chính quyền xã cũng đã hết sức cố gắng quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất đối với chỉ huy lực lượng và mấy anh em và các lực lượng thuộc trung đoàn mà để giúp cho bà con. Dự kiến trước tháng 11/2024, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 10, quân đoàn 3 hoàn thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân ở xã Mường Hòn để bà con có cuộc sống tươi đẹp hơn.